chúng ta sẽ gặp lại cô ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam, người vừa đạt Á quân 1 trong cuộc thi Biệt Tài Tí Hon với ca khúc Quẩy Gót Hài, với sự biểu diễn của bé Đặng Tú Thanh. Một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón bé Đặng Tú Thanh của chúng ta ngày hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân ngày lễ Phật đản, con xin dâng bài hát Quẩy Gót Hài. Con xin chúc quý thầy cùng các quý Phật tử luôn được thân tâm an lạc, vạn sự cát tường như ý ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Một tràng vỗ tay thật lớn để tặng cho bé Tú Thanh của chúng ta. Và lát nữa chúng ta sẽ được gặp lại bé Tú Thanh với một ca khúc đặc biệt nữa trong ngày hôm nay. Và tiếp theo